Việt Nam 4 năm. 13 năm. 13 năm. Giữa hai chúng ta là anh em láng giềng, Đảng Cộng sản Việt Nam 4 năm. Hồ Chí Minh, à, Hồ Chí Minh 4 năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh 4 năm. Mãi mãi. Một tình yêu. Xin chào. Mẹ tao ăn xong tao cứ kiểu ngon quá tao phải nhăn mặt đấy. Đoạn này là gì? Lê giấu tên. Khang đi lấy giấu tên. Quay đúng không? Không làm gì đấy. Ngày cuối mai nhờ cái gì đi học đây? Không trái. Shipper. Trong lớp rồi, quậy khô. Quả thật làm gì trong lớp ấy. Ba thích à? Tướng ngượng thay gọi quay. Ôi dồi ôi. Gì đấy? Nào bông cười duyên nào, bông cười duyên. Bông cười duyên nào. Không, tớ đang quay ấy. Không, tay, bông ơi tay, tay phải như này. Ôi, tớ đang quay này. Sao bằng môi bông ơi, bông ơi. Finally, when implementing an acquisition, every bank may consider synergy because good synergies conducting internal and external offer. In October 27, 2019, the news of the discussion leaked to the press, leading our image to. Anh tư anh đang xinh xinh tí nào? Con ảnh xấu vãi. Đây là anh đấy, trông gọn gàng nhẹ nhàng à. Tâm băng à? Mình đang xem cái chán hói của bạn gái anh. Sống cái kiểu chết thôi. Insufficient space on card. Oh my god. Tao tưởng tao không cần chụp hết 4 ghi này cũng đã chụp hết. Hôm nay các bạn sẽ thuyết trình về các thủ đô đó. À đây à? Sumi đồ đó. Some important aspect. Therefore, we decided to use the PS and PB ratio alongside with the PE ratio. In Texas. Brand and managed to get President Donald Trump to increase its price several times during the following week as they begin their due diligence. We is a swift leadership transition. Following the January 7 deal, we managed to promptly introduce new leadership. And finally, we come to the phase closing of the deal adjustment. Lại đằng sau quá khứ, nhưng nếu mai cảm xúc vẫn phải đoạt, có ai hiểu?
actually, I think among all the advanced classes, you are the class that I'm very proud of. Mộc là đã giúp chúng em rất là nhiều trong quá trình học tập, và không chỉ trong việc học, đôi khi còn là những bài học về những vấn đề khác, và chăm lo chúng em cả về mặt tinh thần bên cạnh điểm số. Về câu hỏi của Duy Minh thì kỷ niệm mà nhiều nhất đối với em ở trên trường FTU thì đầu tiên là kỷ niệm đầu tiên thì chính là đi lần đi quân sự ở trên Soho. Và hôm nay bạn năm chúng ta và hôm nay cho quay tối đi. Thế là xin chào anh bắp sinh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. A mentor. Chúng mình không quan tâm lắm.